Như quý vị khán giả đã biết, SEA Games 28 đã khai mạc vào ngày 5 tháng 6 năm 2015 tại Singapore. Ở kỳ đại hội này, nước chủ nhà đã để lại ấn tượng về công tác tổ chức cũng như một lễ khai mạc được xem là hoành tráng nhất trong lịch sử tổ chức các kỳ SEA Games. Với tiềm lực kinh tế mạnh và sự đầu tư lớn về công nghệ truyền hình, Singapore đã đem đến một lễ khai mạc hoành tráng, một bữa tiệc trọn vẹn về âm thanh và ánh sáng. Tôi đã từng dự nhiều đại hội thể thao lớn như là lễ khai mạc Olympic 2012, nhưng ở một khía cạnh nào đấy, tôi vẫn thấy lễ khai mạc của SEA Games thật ấn tượng. Lễ khai mạc SEA Games 28 diễn ra vào 19 giờ ngày 5 tháng 6 năm 2015 tại sân vận động quốc gia Singapore, nằm trong khu liên hợp thể thao Sports Hub. Đây là lễ khai mạc SEA Games hoành tráng và nhiều màu sắc nhất trong lịch sử các kỳ SEA Games. Đó là bữa tiệc âm nhạc và ánh sáng mãn nhãn, giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của đất nước Singapore, đồng thời thể hiện rõ nền văn hóa đa dạng và thiên nhiên phong phú của đảo quốc sư tử. Với chúng tôi, những phóng viên đã từng tác nghiệp tại nhiều sự kiện thể thao lớn, nhưng mỗi lần nhìn đến đoàn thể thao Việt Nam diễu hành, chúng tôi đều trào những cảm giác xúc động, xen lẫn tự hào vì hình ảnh đất nước và con người Việt Nam được quảng bá tới bạn bè thế giới. Và chúng tôi lại bồi hồi xúc động, hồi hộp khi nghĩ đến những khoảnh khắc tranh tài của thể thao Việt Nam, những giây phút mà thể thao Việt Nam và các vận động viên của chúng ta sẽ tỏa sáng. Tham dự SEA Games năm nay, đoàn thể thao Việt Nam có 579 thành viên, trong đó có 392 vận động viên tham dự 268 nội dung của 28 trên 36 môn thi đấu tại đại hội. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu mang về 56 đến 65 huy chương vàng và góp mặt trong top 3 toàn đoàn. Khẩu hiệu của SEA Games 2015 là tôn vinh sự phi thường, Celebrate the Extraordinary. Các tiết mục nghệ thuật chào mừng hoành tráng được dàn dựng với công nghệ âm thanh ánh sáng hiện đại tại lễ khai mạc đã thể hiện rõ khẩu hiệu này. Phần hấp dẫn nhất trong buổi lễ khai mạc SEA Games 2015 chính là màn biểu diễn công nghệ ánh sáng laser. Với 160 máy chiếu HD, hệ thống laser được sử dụng tại sân vận động quốc gia Singapore thậm chí còn vượt công suất hệ thống đèn laser ở Olympic Bắc Kinh 2008 là 146 máy chiếu HD. Khán giả đã được chiêm ngưỡng những hình ảnh 3 chiều sống động kết hợp với hình ảnh ấn tượng chiếu qua màn hình lớn ngay dưới nền sân vận động. Singapore cũng tận dụng tối đa hệ thống trình diễn trên không đặc trưng, các nghệ sinh cùng những đồ vật khổng lồ bay khắp sân vận động. Hơn 5.000 diễn viên và tình nguyện viên đã tham gia các màn diễn nghệ thuật, nhảy múa vô cùng đặc sắc và đầy âm thanh. Chùm bài hát chính thức của SEA Games 2015 gồm 3 ca khúc, British, Ordinary và Unbreakable được trình diễn trong lễ khai mạc. Với quy mô hoành tráng, Singapore đã chi 325 triệu đô la Singapore, tương đương với 244 triệu đô la Mỹ để tổ chức SEA Games 28. Trong số này, khoảng 111 triệu đô la Mỹ dùng cho chi phí hậu cần, truyền hình, 40 triệu đô la Mỹ cho công tác an ninh, bảo hiểm và 26 triệu đô la Mỹ tổ chức lễ khai mạc và bế mạc. Khoảng 3.000 nhân viên an ninh đã được điều động để bảo đảm an ninh cho lễ khai mạc. Lễ khai mạc SEA Games 28 đã đem lại sự thành công bước đầu trong khâu tổ chức của chủ nhà Singapore, đồng thời mở ra những ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn của những ngày hội thể thao khu vực. Tôi đã đi đến nhiều nơi, đến hầu hết các địa điểm thi đấu, có những trải nghiệm tuyệt vời trên đất nước xinh đẹp này. 2 tuần ở Singapore với tôi là những kỷ niệm khó quên. Nhưng mà tôi nhớ nhất là những thời khắc vàng của thể thao Việt Nam. Trong đó, đáng nhớ nhất là ngày 10 tháng 6. Đấy là thời điểm mà thể thao Việt Nam trong một ngày hôm đó đã giành tới 15 huy chương vàng và chúng ta đã nâng cái tổng số huy chương trong đoạt được tính đến thời điểm đó là 48 huy chương. Chúng ta đã vượt lên Thái Lan để đứng ở vị trí thứ hai. Nhìn vào bảng thống kê này, có thể thấy ngày 10 tháng 6 được coi là ngày vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 khi chúng ta đã giành được tổng cộng 28 huy chương các loại, trong đó có tới 15 huy chương vàng. Một ngày vàng không thể quên đối với thể thao Việt Nam. Trong ngày hôm đó, Điền Kinh cũng đã mang về tới 5 chiếc huy chương vàng. Trong đó tôi đặc biệt ấn tượng với chiếc huy chương vàng ở nội dung 400m rào nữ của Nguyễn Thị Huyền. Cô gái Nam Định đã mang về chiếc huy chương vàng phá kỷ lục SEA Games và trở thành vận động viên Điền Kinh đầu tiên đoạt chuẩn dự Olympic 2016. Lê Trọng Hình cũng đã kịp mang về chiếc huy chương vàng ở nội dung tốc độ 200m dành cho Nam. Và chúng tôi đã mang cái niềm hạnh phúc đó sang bể bơi và rất tự hào khi Ánh Viên bước lên bục nhận huy chương thứ 7. Đây là chiếc huy chương vàng thứ 7 của Ánh Viên và là kỷ lục SEA Games thứ 8 của cô. Một gương mặt cũng rất thư sinh nữa là Lâm Quang Nhật cũng đã giành chiếc huy chương vàng cho bơi ở nội dung 1500m và phá kỷ lục SEA Games. Trước đó, chúng tôi cũng rất hạnh phúc khi ở đến nhà thi đấu của môn thể dục dụng cụ chung kết nội dung đơn môn thì chúng tôi đã chứng kiến Phan Thị Hà Thanh đứng lên nhận chiếc huy chương vàng thứ 3, trong khi vận động viên trẻ Đinh Phương Thành cũng đoạt được cú đúp huy chương vàng ở nội dung xà đơn và xà kép.
Ngày hôm đó, tại sân vận động quốc gia Singapore, điền kinh Việt Nam đã thi đấu bùng nổ và xuất sắc giành 5 huy chương vàng. Các vận động viên mang vàng về cho điền kinh Việt Nam gồm có Nguyễn Thị Huyền ở nội dung 400m rào nữ, Nguyễn Văn Huệ ở nội dung 10 môn phối hợp nam, Đỗ Thị Thảo ở nội dung 800m nữ, Dương Văn Thái ở nội dung 800m nam và Lê Trọng Hình ở nội dung 200m nam. Tiếp đến là sự đóng góp của thể dục dụng cụ với 4 huy chương vàng, đó là huy chương vàng của vận động viên Phan Thị Hà Thanh ở nội dung cầu thăng bằng, là 2 huy chương vàng của vận động viên Đinh Phương Thành ở nội dung đơn và sáng kép và là huy chương vàng của vận động viên Lê Thanh Tùng ở nội dung nhảy chống nam. Boxing cũng đã ghi dấu ấn trong ngày vàng của thể thao Việt Nam với 3 huy chương vàng. Các võ sĩ mang về huy chương vàng cho boxing Việt Nam gồm có Trương Đình Hoàng, Nguyễn Thị Yến và Lê Thị Bằng. Môn bơi đóng góp 2 huy chương vàng của Ánh Viên và Lâm Quang Nhật. Chiếc huy chương vàng thứ 15 trong ngày 10 tháng 6 của thể thao Việt Nam thuộc về võ sĩ Hoàng Quang Trung ở môn pencasilat nội dung tu gan cá nhân biểu diễn với số điểm 464. Như vậy, tính riêng trong ngày 10 tháng 6, thể thao Việt Nam đã giành tới 15 huy chương vàng và phá tới 3 kỷ lục SEA Games, trong đó có 2 kỷ lục SEA Games môn bơi của Ánh Viên và Lâm Quang Nhật, còn 1 kỷ lục SEA Games của vận động viên Nguyễn Thị Huyền ở môn điền kinh. Nếu như ngày 10 tháng 6 được coi là ngày vàng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 28, thì ngày 11 tháng 6 tiếp tục là ngày vàng với 9 chiếc. Các ngày 7 và 14 tháng 6 cũng được xem là những ngày đáng nhớ của thể thao Việt Nam, khi các vận động viên đều giành được 8 huy chương vàng. Trong 16 năm làm phóng viên thể thao của tôi thì tôi vẫn thấy rằng SEA Games là đại hội mà thu hút sự quan tâm của không chỉ người hâm mộ mà các phóng viên nữa. Tại Singapore lần này chúng ta có tới gần 200 nhà báo tăng nghiệp tại đại hội, và với các kỳ SEA Games thì bao giờ phóng viên Việt Nam cũng là đoàn mà có số lượng phóng viên tăng nghiệp đông nhất tại đại hội. Với các vận động viên cũng vậy, do SEA Games là đấu trường rất là vừa sức cho nên các vận động viên cũng rất là mong muốn và chờ đợi với đoàn thể thao Việt Nam cái thành tích 73 huy chương vàng, trong đó có sự đóng góp đặc biệt của các môn Olympic chiếm tới tỷ lệ 87%, đã cho thấy bước tiến vượt bậc của đoàn thể thao Việt Nam và mở ra một tia hy vọng mới, mở ra một hướng đi mới cho thể thao Việt Nam tấn công vào các đấu trường ASEAN và Olympic. Trong thành công của thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 không thể không kể tới sự bùng nổ của các môn thể thao Olympic, đặc biệt là những môn nằm trong tuyến 1 của hệ thống Olympic như điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, đấu kiếm và rowing. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thể thao Việt Nam bởi SEA Games chính là bàn đạp, là bệ phóng để thể thao Việt Nam có thể vươn ra đấu trường châu lục và Olympic. Sự thành công của các môn thể thao Olympic cũng chính là thước đo đánh giá sự phát triển nền thể thao của mỗi quốc gia và thành công của thể thao Việt Nam, nhất là các môn cơ bản của Olympic tại SEA Games 28 cũng đã phần nào khẳng định được vị thế của thể thao Việt Nam trên trường quốc tế. Trong tổng số 73 huy chương vàng mà đoàn thể thao Việt Nam giành được tại SEA Games 28, thì có 68 huy chương vàng chiếm 87% thuộc về 12 môn thể thao cơ bản trong hệ thống thi đấu Olympic gồm điền kinh, bơi, thể dục dụng cụ, bắn súng, đấu kiếm, judo, taekwondo, rowing, canoeing, boxing, xe đạp và bắn cung. Đây là con số vượt trội so với tỷ lệ đóng góp huy chương vàng của các môn Olympic đạt gần 65% ở SEA Games 27 năm 2013 tại Myanmar. Trong đó, 3 môn trọng điểm là điền kinh giành 11 huy chương vàng chiếm 15%, bơi giành 10 huy chương vàng chiếm 14%, thể dục dụng cụ giành 9 huy chương vàng chiếm 12%. Ngoài ra, đấu kiếm và rowing cũng xuất sắc giành 8 huy chương vàng. Tôi thấy có sự đóng góp rất là lớn từ các môn, chẳng hạn như môn điền kinh. Chúng ta đã tưởng có một kỳ SEA Games rất khó khăn khi điền kinh vắng đi rất là nhiều vận động viên thuộc thế hệ vàng như là Vũ Thị Hương, như là Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện hay là Nguyễn Đình Cương. Nhưng cuối cùng thì các vận động viên trẻ của điền kinh Việt Nam đã thi đấu rất là tốt và đạt được thành tích hơn mong đợi. Họ đã mang về tới 11 huy chương vàng, 15 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Ở môn bơi, chúng ta cũng đã thành công với 10 huy chương vàng, trong đó Ánh Viên đóng góp tới 8 huy chương vàng và 8 lần phá kỷ lục SEA Games. Ở môn thể dục dụng cụ và môn đấu kiếm, sau 4 năm vắng bóng, môn này đã quay trở lại và đã tiếp tục khẳng định được vị trí số 1 của khu vực. Ở các môn thể thao khác như môn bóng chuyền, đội tuyển bóng chuyền nam sau 8 năm đã quay trở lại ngôi vị á quân của khu vực, bên cạnh sự vững chắc của đội tuyển nữ cũng ở vị trí á quân. Ngoài ra, chúng ta cũng có sự đóng góp của các vận động viên của các đội tuyển đua thuyền và các đội tuyển của các môn võ vật. Đặc biệt, sự thành công của 12 môn thể thao cơ bản trong hệ thống thi đấu Olympic mà các vận động viên Việt Nam đạt được tại đại hội cho thấy thể thao Việt Nam đang có sự chuyển hướng tích cực theo đúng hướng, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, của ngành. Chính vì vậy, thể thao Việt Nam cần tiếp tục phát huy mạnh dạn hơn trong việc tăng đầu tư cho các môn thể thao trọng điểm và các nội dung mũi nhọn. Các vận động viên ưu tú cũng như cần có những chính sách đặc thù đối với nhóm các môn thể thao này. Cái số lượng các vận động viên các môn Olympic thi đấu tại đại hội lần này đạt được cái điều mà chúng ta chuẩn bị
và chúng ta đưa vào cái danh sách các vận động viên đạt huy chương vàng. Có thể nói là một trong những cái tỷ lệ tôi cho là cao, chúng ta đầu tư cho nhóm các môn Olympic và thực sự là có hiệu quả. Tôi nghĩ rằng là thực ra thì tất cả đều là rất là vui và hạnh phúc. Các nước mà họ chưa có huy chương, họ nhìn Việt Nam thì họ cũng muốn ở học hỏi tại sao Việt Nam mình lại có dàn vận động viên có những thành tích tốt như vậy. Chúng tôi cũng không thể chủ quan để mà có thể tự mãn với cái thành tích như này, và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải càng cố gắng hơn, bởi vì cái đích của chúng tôi không những chỉ dừng ở SEA Games mà là của châu Á, hay là tiến hơn nữa là vòng loại Olympic. Trong thành công của một tập thể thì không thể không nhắc đến vai trò của các cá nhân. Tại SEA Games lần này, thể thao Việt Nam đã có rất nhiều ngôi sao tỏa sáng. Đó là Nguyễn Thị Ánh Viên, là Nguyễn Thị Huyền, là Phan Thị Hà Thanh, Đinh Phương Thành. Nghe thì có vẻ như âm thịnh dương suy với thể thao Việt Nam, nhưng thực ra là sự đóng góp của các vận động viên nữ là đáng để ghi nhận, và tôi trân trọng những đóng góp đó. Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên trở thành ngôi sao sáng nhất của thể thao Việt Nam tại SEA Games 28. Riêng một mình Kỳ Ngư 19 tuổi này đã giành tổng cộng 10 huy chương các loại, gồm 8 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng trong tổng số 11 nội dung tham dự, cộng thêm 8 lần xuất sắc phá kỷ lục SEA Games, một kỳ tích mà trong lịch sử một kỳ SEA Games chưa có vận động viên nào làm được. Trước đây mới chỉ có 2 vận động viên giành được 7 huy chương vàng cá nhân trong một kỳ SEA Games là 2 vận động viên Singapore, Jocelyn Yao và Tao Li. Nhưng giờ đây, Ánh Viên đã phá vỡ cả kỷ lục đó để trở thành nữ vận động viên duy nhất của Đông Nam Á giành được nhiều huy chương vàng cá nhân nhất ở một kỳ SEA Games với 8 chiếc. Kỷ lục mà siêu kỳ ngư Ánh Viên tạo ra quả thực sẽ là thử thách không nhỏ cho các vận động viên ở các kỳ SEA Games tới. Từ nhỏ thì em không nghĩ mình sẽ trở thành vận động viên, nhưng mà khi em theo thầy của em, thầy em hàng ngày luôn dạy em là mình làm người phải có tham vọng, và mình luôn luôn lúc nào mình cũng phải là người số 1, mình không thể nào là người đứng ở sau, tại vì em rất cảm thấy khi mà mình lãnh huy chương mà mình đứng ở vị trí số 2 thì em cảm thấy nó hụt hẫng, và khi mà mình lãnh những huy chương không được cao thì em cảm thấy mọi người không có chú ý tới mình. SEA Games 28 qua đi, nhưng tên tuổi của Ánh Viên vẫn còn đó như một biểu tượng của thể thao khu vực. Không còn nghi ngờ gì nữa khi Ánh Viên là vận động viên tiêu biểu nhất của đoàn Việt Nam tại SEA Games 28. Nói đến đây, tôi lại cảm thông cho Nguyễn Thị Ánh Viên, cô gái mới 19 tuổi này, đã phải trải qua nhiều cái Tết xa nhà, xa bố mẹ. Khi tôi ở Singapore, tôi ở cùng khách sạn với cô ấy, khi nào Ánh Viên cũng rất hồn nhiên, vui vẻ, trong trẻo như cái tuổi 19. Nhưng mà mấy ai biết được rằng Ánh Viên đã phải giấu những cái giọt nước mắt vì nhớ cha mẹ, nhớ gia đình, nhớ tổ quốc khi ra nước ngoài tập huấn. Ánh Viên đã trở thành một tấm gương cho thế hệ trẻ Việt Nam noi theo. Ánh Viên là vận động viên được tỏa sáng, được báo chí truyền thông săn đón, thậm chí được khán giả nhà rất yêu mến. Trong một lần tác nghiệp, tôi đã đi trên một chuyến taxi. Khi ông tài xế biết được rằng tôi chở từ Việt Nam sang, ông đã reo lên: Việt Nam có Ánh Viên, cô ấy giỏi lắm. Chúng tôi cảm thấy rất đỗi tự hào. Và đây cũng là kỳ SEA Games đầu tiên mà tôi được nghe những câu chuyện bên này thú vị như vậy. Ánh Viên xứng đáng đi vào lịch sử thể thao Việt Nam, trở thành một huyền thoại sống của thể thao Đông Nam Á, một hiện tượng tại SEA Games 28. Bể bơi Singapore ngày nào có Ánh Viên thi đấu, thì ở đó cơn sốt Ánh Viên lại lên tới đỉnh điểm. Báo chí Đông Nam Á và cả ngoài khu vực luôn dành cho Ánh Viên một sự quan tâm đặc biệt. Kỳ tích với tên tuổi của Ánh Viên đã đưa thể thao Việt Nam vượt xa cả một đại hội thể thao đơn thuần chỉ gói gọn ở khu vực, mà còn đem đến một hình ảnh mới về đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Kế hoạch thì chúng ta đặt ra đã dành lộ trình phát triển cho Ánh Viên là đến một cái đỉnh cao, mà đỉnh cao thì nó không có giới hạn. Cái con đường đi đến đỉnh cao thì rất là khó khăn, vất vả và cần phải có sự nỗ lực và ý chí kiên cường. Quả thực với 8 tấm huy chương vàng cá nhân giành được đến lúc này, Ánh Viên đã trở thành một biểu tượng không chỉ của môn bơi mà còn của tất cả các môn thể thao khác tại các kỳ SEA Games sắp tới. Ánh Viên giờ là niềm tự hào to lớn của thể thao Việt Nam với bạn bè quốc tế. Tôi cũng nhớ đến Nguyễn Thị Huyền, cô gái Nam Định. Với gương mặt xinh xắn ấy, chẳng mấy ai ngờ là rằng Huyền đã có một tuổi thơ rất khó nhọc. Tôi đã từng về Ý Yên, Nam Định, quê của Huyền, và đã đến ngôi nhà nhỏ đơn sơ mà ba mẹ con Huyền ở. Tôi cũng từng nghe những người hàng xóm của Huyền kể lại một cái tuổi thơ đầy khó nhọc, phải mò cua bắt ốc của cô ấy. Mẹ cô ấy với những nắng mưa vất vả đã tảo tần nuôi cô ấy lên người, và cho đến giờ thì những vất vả ấy đã hẳn lên trên đôi vai của người mẹ. Nguyễn Thị Huyền giờ đã trở thành một niềm tự hào của thể thao Việt Nam. Nguyễn Thị Huyền có thể là cái tên gây bất ngờ, bộ ẩn số của điền kinh Việt Nam và thể thao Việt Nam tại SEA Games 28. Trước khi SEA Games 28 diễn ra, ít ai ngờ rằng
Nguyễn Thị Huyền lại có thể tỏa sáng rực rỡ như thế, giành 3 huy chương vàng, phá 2 kỷ lục SEA Games, đạt 2 chuẩn Olympic trong một kỳ SEA Games. Nguyễn Thị Huyền đã trở thành vận động viên xuất sắc nhất trong lịch sử của điền kinh Việt Nam khi là người đầu tiên đoạt được thành tích này trong một kỳ SEA Games, điều mà trước đó những Nguyễn Thị Tĩnh hay Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng cũng chưa thể làm được. Tấm huy chương vàng đầu tiên của Nguyễn Thị Huyền ở SEA Games 28 vào ngày 10 tháng 6 năm 2015 ở nội dung 400m rào. Đây cũng là ngày ghi dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp của ngôi sao điền kinh Việt Nam, đạt thành tích 56 giây 15. Nguyễn Thị Huyền giành huy chương vàng và đã sổ đổ kỷ lục SEA Games 63% giây tồn tại đúng 20 năm qua. Quan trọng hơn, với thành tích kỷ lục SEA Games 56 giây 15, Huyền còn đạt thừa chuẩn Olympic Rio Brazil 2016 với 5% giây. Đồng nghĩa với điều này, Nguyễn Thị Huyền cũng trở thành vận động viên đầu tiên của điền kinh Việt Nam đoạt chuẩn Olympic 2016. Trong đầu em vẫn luôn cố gắng nghĩ rằng vì gia đình, vì mẹ mình nên là em luôn cố gắng hết sức mình ạ. Tấm huy chương vàng thứ hai của Huyền ở SEA Games 28 đến vào ngày 11 tháng 6 năm 2015 ở nội dung tiếp sức 4x400m. Huyền và các đồng đội đã thi đấu rất xuất sắc để mang về tấm huy chương vàng danh giá cho điền kinh Việt Nam. Bao nhiêu năm qua, điền kinh Việt Nam chưa thắng được điền kinh Thái Lan ở nội dung tiếp sức, và giờ thì Huyền và các đồng đội đã làm được. Em cảm thấy rất là hạnh phúc và tự hào khi mà chúng em đã làm được điều đó, đã thắng đối thủ Thái Lan và phá kỷ lục sâu của SEA Games ạ. Từ trước đến giờ mình đã thua Thái Lan, và kể cả ASEAN vừa rồi em cũng thua, nhưng đó cũng là một cố gắng nỗ lực, không chỉ riêng em mà cả đồng đội nữa. Thêm một tấm huy chương vàng SEA Games nữa dành cho Nguyễn Thị Huyền. Và càng tuyệt vời hơn, thành tích 3 phút 31 giây 46 mà Huyền và các đồng đội đã lập được còn phá kỷ lục SEA Games của các vận động viên Thái Lan thiết lập từ năm 1991. Có trong tay 2 tấm huy chương vàng, phá 2 kỷ lục SEA Games, giành một chuẩn Olympic, Nguyễn Thị Huyền đã khiến nhiều người phải tự hỏi liệu có phải thời của Huyền đang đến. Theo em nghĩ rằng là không có cái gì mà tự dưng đến với mình cả, phải có sự nỗ lực cố gắng và bỏ ra thì mình có thể đạt được thành tích như thế này ạ. Thực ra là em cũng rất là có một mơ ước mơ của ai cũng được muốn đến Brazil được tham dự Olympic, và trong thâm tâm của em cũng muốn lấy ra cho ai biết, nhưng mà khi mà được thành tích này em lấy ra, bởi vì em rất là mơ ước được một lần Brazil. Em luôn tự nhủ với bản thân mình là luôn phải cố gắng nỗ lực hết sức để đạt được ước mơ của mình ạ. Ngày 12 tháng 6 năm 2015 cũng là ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh tại SEA Games 28. Nguyễn Thị Huyền đã tiếp tục chứng minh SEA Games 28 là thời của mình khi mà giành huy chương vàng 400m, huy chương vàng cá nhân thứ hai của Huyền ở SEA Games này. Một kỳ SEA Games đáng nhớ với Nguyễn Thị Huyền với cú hat-trick huy chương vàng. Với thành tích 52 giây ở nội dung 400m, Huyền không những chỉ giành huy chương vàng mà một lần nữa lại đạt chuẩn Olympic 2016. Chỉ trong 3 ngày liên tiếp, Huyền đã làm nên những điều không tưởng, giành 3 huy chương vàng, phá 2 kỷ lục SEA Games, đạt 2 chuẩn Olympic, trở thành vận động viên xuất sắc nhất trong lịch sử điền kinh Việt Nam ở đấu trường SEA Games. Tôi cũng nhớ đến Phan Thị Hà Thanh, cô gái nhỏ nhắn người Hải Phòng đã vượt qua những nỗi đau về chấn thương và có bản lĩnh thật phi thường để tập luyện một môn thể thao được xem là khắc nghiệt nhất. Thể dục dụng cụ là môn nằm trong tuyến 1 của Olympic. Thế nhưng sự xuất hiện của môn thể thao này ở SEA Games không phải lúc nào cũng thường xuyên. SEA Games 28 đánh dấu sự trở lại của thể dục dụng cụ sau 4 năm và Phan Thị Hà Thanh vẫn trở thành gương mặt sáng giá nhất của thể dục dụng cụ nữ Đông Nam Á. Sự xuất hiện của Hà Thanh tại SEA Games 28 ít nhiều càng làm cho vị thế số 1 khu vực của thể dục dụng cụ Việt Nam trở nên mạnh mẽ và vững vàng hơn bao giờ hết. Cho dù Hà Thanh có sự khởi đầu tại SEA Games 28 không như mong đợi ở nội dung đồng đội khi chỉ xếp thứ 4, vượt mất cả huy chương đồng và giấc mơ được một lần đứng trên bục vinh quang cao nhất ở nội dung đồng đội của Hà Thanh và thể dục dụng cụ nữ vẫn chưa thành. Thế nhưng mọi chuyện sau đó đã diễn ra tốt đẹp với cô gái vàng của thể dục dụng cụ Việt Nam. Hà Thanh đã xuất sắc giành huy chương vàng toàn năng nữ và 2 nội dung đơn, môn sở trường là nhảy trống và cầu thăng bằng. Em cảm thấy là có một chút tiếc nuối bởi vì em rất mong muốn có được nội dung đồng đội có huy chương. Bởi vì đối với em thì rất lâu rồi em chưa có được tấm huy chương đồng đội. Mặc dù trước khi ra thi đấu thì cô cũng không đặt huy chương ở nội dung đồng đội này, nhưng mà em vẫn rất là hy vọng, và khi mà nhìn số điểm thì em cảm thấy rất là tiếc nuối. Với 3 huy chương vàng giành được trong một kỳ SEA Games mà Hà Thanh vừa thi đấu vừa vật lộn với chấn thương, càng khiến chúng ta khâm phục nghị lực cũng như ý chí của cô gái Hải Phòng này hơn. SEA Games 28 đã một lần nữa khẳng định Phan Thị Hà Thanh là gương mặt xuất sắc của thể dục dụng cụ Đông Nam Á. Tôi nghĩ là đối với năm nay Phan Thị Hà Thanh như vậy là thành công, bởi vì bên cạnh em đã dai dẳng cái chấn thương
Và cái chấn thương này đã làm cho ảnh hưởng rất nhiều cho Phan Thị Á Thanh. Tôi nói ví dụ như ở thể dục tự do, Phan Thị Á Thanh có thể thực hiện một bài tập độ khó cao hơn. Thế nhưng do chấn thương thì em không thể làm tốt được cái động tác đó và chúng tôi quyết định là hạ độ khó xuống để đảm bảo cho cái chấn thương không bị thực hiện. Điều đó cũng có nghĩa là cái bài tập của mình khi mà điểm độ khó xuất phát không cao và cái đau đấy sẽ làm ảnh hưởng đến khi mà thực hiện kỹ thuật nó sẽ bị giảm xuống thì cái điểm số của bài tập sẽ không được cao và cái khả năng để mà giành được cái huy chương vàng thì rất là khó. Nhưng mà nếu như mà đối thủ của chúng ta mà thực hiện mà thất bại thì cái chuyện mà huy chương vàng đối với cả Phan Thị Á Thanh là chuyện trong tầm tay. Một cá nhân nổi bật của thể thao Việt Nam đã tỏa sáng rực rỡ tại SEA Games 28 là chàng trai Hà Nội Đinh Phương Thành của môn thể dục dụng cụ. Nếu như Ánh Viên là nữ vận động viên xuất sắc nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28, thì Đinh Phương Thành trở thành nam vận động viên xuất sắc nhất. Cũng mới 19 tuổi như Ánh Viên, và Đinh Phương Thành đã giành được 4 huy chương vàng tại SEA Games 28. Điều đặc biệt ở chàng trai Hà Thành này là trước SEA Games 28, không mấy ai biết và để ý đến Đinh Phương Thành. Nhưng chỉ qua mấy ngày thi đấu ở Singapore, bằng tài năng của mình, Đinh Phương Thành đã cho thấy anh là điểm sáng đầy bất ngờ của thể thao Việt Nam. Đẹp trai, trẻ tuổi, có tài, thi đấu đẹp mắt. Đinh Phương Thành cũng đã lọt vào ống kính của nhiều phóng viên nước ngoài. Và đặc biệt, còn được nhiều khán giả có mặt tại nhà thi đấu Bishan theo dõi môn thể dục dụng cụ và khán giả truyền hình mến mộ. Với 4 tấm huy chương vàng giành được ở các nội dung toàn năng, xa đơn, xa kép và đồng đội, Đinh Phương Thành giờ đây trở thành một trụ cột vững chắc của thể dục dụng cụ nam Việt Nam. SEA Games 28 đã kết thúc nửa năm rồi, nhưng những ấn tượng về đại hội này vẫn sâu đậm trong tôi như mới ngày hôm qua vậy. Tôi nhớ đến buổi tối ngày 3 tháng 6 khi Trần Thị Ren đoạt huy chương vàng ở môn đấu kiếm. Cô ấy đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về những nỗi niềm, những vất vả, những chân chuyên mà một người phụ nữ vừa làm vợ, vừa làm mẹ phải trải qua để xa chồng, xa đứa con nhỏ lên đường đi thi đấu và tỏa sáng tại SEA Games. Cảm giác nghĩa là rất nghẹn, mình rất hạnh phúc tại vì là em thực sự đã trải qua rất nhiều những cái khó khăn. Phải một năm nay rồi là phải xa chồng, xa con, mặc dù con mới có hơn 2 tuổi, còn quá bé cháu phải hy sinh rất nhiều, xa mẹ, nhớ mẹ lắm. Nhưng em bảo là mẹ cố gắng lớp SEA Games này, mẹ giành huy chương vàng này rồi về tặng cho con. Thực sự nếu mà đây là kỳ SEA Games cuối cùng thì em nghĩ là đây là kết thúc khá là đẹp đấy ạ. Nhưng mà chắc chắn sẽ không phải là chia tay về đấu kiếm tại vì là sau nếu mà em có nghỉ tập thì em vẫn là huấn luyện viên và em vẫn tiếp tục cái sự nghiệp đấu kiếm của em, đóng góp cho cái nền đấu kiếm của Việt Nam mình về lâu về dài nữa ạ. Tôi cũng nhớ đến Trương Thị Phương, cô gái 16 tuổi này đã giành huy chương vàng ở môn canoeing trong một buổi sáng mưa tầm tã. Khi đấy Phương đã khóc bởi vì quá bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô ấy dự SEA Games và đoạt thành tích như vậy. Ở đội em có một bài tập nhưng bạn không được đi thi đấu. Em sẽ giành cái huy chương này cho bạn ấy. Ở SEA Games 28, tôi đã chứng kiến những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, sung sướng, hạnh phúc và cả tiếc nuối của các vận động viên đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28. Chúng tôi phần nào thấu hiểu những vất vả, những hy sinh mà các vận động viên của chúng ta đã bỏ ra đã để có được thành công như ngày hôm nay. Tôi nghĩ chiến thắng này là chiến thắng của tất cả mọi người và nó ý nghĩa, nó giúp thêm cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta gặt hái được nhiều huy chương vàng hơn nữa. Khi mà em đã tham gia nhiều đấu trường quốc tế và đây là cái nội dung mà sở trường của em nữa thì em rất là tự tin. Em có không ngờ là em lại được hình ảnh. Như Ý có một hoàn cảnh rất đặc biệt, một gia đình khó khăn và có nhiều cái chị đã phải vượt lên qua chính mình, trắc trở với gia đình và nuôi con nhỏ nhưng vẫn tập trung ở đội tuyển quốc gia và vẫn đem hết mình để cống hiến và cuối cùng là giành chiến thắng tại đấu trường SEA Games này. Em làm tốt nhưng mà thật sự thì em có mắc một vài khuyết điểm nên vẫn làm chưa có hài lòng với bản thân lắm. Em xin dành huy chương vàng này dành cho bạn gái em. Em phải quyết tâm để đạt được trong đời em có một tấm huy chương vàng tại SEA Games và cuối cùng em làm được, không biết nói gì hơn. Em cảm thấy rất vui sướng ạ. Và chưa bao giờ em tưởng tượng được em sẽ giành một tấm huy chương vàng ở SEA Games, một kỳ đại hội nào như thế này. Em rất vui và rất tự hào ạ.
Nghi lễ hát quốc ca và chào cờ là một nghi lễ vô cùng thiêng liêng của mỗi người con Việt Nam, mà nhất là khi mình đang ở một đất nước xa, không phải ở tại quê nhà. Nghi lễ đấy là vô cùng cảm động và thiêng liêng. Có một điều nữa là mình là một người lính, là một sĩ quan thượng úy quân đội nhân dân Việt Nam. Mình luôn tự hào khi mỗi lần quốc ca được vang lên trên bầu trời nước bạn mà mình được đứng hát. Cảm giác lúc đấy thật là xúc động. Thứ hai là mình muốn thể hiện tinh thần quyết chiến quyết thắng của bất kỳ mỗi vận động viên nào, cũng như người dân Việt Nam hay là một người lính Việt Nam, không bao giờ chùn bước trước mọi khó khăn gian khổ. Thật là thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến những con số đã làm nên thành công của thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games này. Và đây là những con số thể hiện bước tiến vượt bậc của thể thao Việt Nam ở đấu trường khu vực. Đó cũng là những thời điểm bùng nổ của thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games 28. Đặc biệt, đa phần các vận động viên đoạt huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam lần này đều còn rất trẻ. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ tiếp tục được xem Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Thị Huyền, Quách Công Lịch, Quách Thị Lan thi đấu ở những kỳ SEA Games tới, cũng như sẽ được xem những pha bóng điệu nghệ của Công Phượng. Và chúng tôi, những phóng viên thể thao sẽ tiếp tục lên đường. Cập nhật thông tin của đoàn thể thao Việt Nam đến người hâm mộ cả nước một cách rất là nhanh. Có thể nói là từng phút, từng giây là truyền tải rất là tốt và hình ảnh rất là sống động, trong đó đặc biệt là truyền hình. Và cái sự đóng góp của các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có sự đóng góp truyền hình Việt Nam đối với người hâm mộ lần này, SEA Games lần này, quả thật là một điều mà đoàn thể thao Việt Nam rất là cảm động. Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại kỳ SEA Games 28 với tổng cộng 186 huy chương, trong đó có 73 huy chương vàng, 53 huy chương bạc, 60 huy chương đồng, xếp thứ 3 toàn đoàn. Không chỉ vượt chỉ tiêu về số lượng huy chương vàng, mà một số môn thể thao và một số vận động viên đã đạt được những thành tích xuất sắc, phá 13 kỷ lục SEA Games. Điều đáng nói là các kỷ lục SEA Games đều thuộc về hai môn quan trọng nhất của Olympic là điền kinh và bơi. Đáng kể nhất là môn bơi có tới 10 kỷ lục SEA Games, trong đó Minh Ánh Viên 8 lần phá kỷ lục, Hoàng Quý Phước và Lâm Quang Nhật mỗi người đóng góp thêm một kỷ lục SEA Games nữa. Môn điền kinh cũng đóng góp tới 3 kỷ lục SEA Games với dấu ấn của Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Văn Lai. Như vậy, có hai vận động viên quân đội gồm Nguyễn Thị Ánh Viên và Nguyễn Văn Lai đã phá kỷ lục SEA Games với tổng cộng 9 lần. Tham dự SEA Games 28 với 28 trên 36 môn thể thao tại đại hội, trong đó có 4 môn đi bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Thể thao Việt Nam đã có 22 môn giành được huy chương, trong đó có 16 môn giành huy chương vàng. Theo thống kê, cũng có tới 38 trên 73 huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam do các vận động viên nữ giành được, chiếm 52%. Các vận động viên giành huy chương cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 cũng dàn trải ra 48 đơn vị, tỉnh, thành, ngành. 19 địa phương có vận động viên giành huy chương vàng. Kết quả đạt được tại SEA Games lần này cho thấy, bên cạnh những địa phương, đơn vị đã có truyền thống và thành tích cao ở các môn thể thao cơ bản như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và quân đội, cũng đã xuất hiện thêm một số địa phương tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao Olympic. Trong 73 huy chương vàng mà đoàn thể thao Việt Nam giành được, Hà Nội đoạt 37 huy chương vàng, chiếm 51%, quân đội 16 huy chương vàng, chiếm 22%, Thành phố Hồ Chí Minh 13 huy chương vàng, chiếm 18% và Hải Dương 9 huy chương vàng, chiếm 12%. Điều này thể hiện hiệu quả về chủ trương phát triển thể thao thành tích cao, sự phối hợp giữa trung ương và địa phương trong việc đầu tư, thúc đẩy và phát triển các môn thể thao trọng điểm của Việt Nam trong thời gian vừa qua, cũng như trong thời gian tới, vươn tới giành huy chương tại Olympic 2016. SEA Games 28 khép lại, nhưng những dấu ấn của thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games này vẫn còn đó như một mốc son mới của lịch sử thể thao nước nhà. Tạm biệt Singapore, tạm biệt SEA Games 28. Hẹn gặp lại tại SEA Games lần thứ 29 ở Kuala Lumpur, Malaysia vào năm 2017. Your mark, keep moving on.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin 360 độ thể thao cùng Nhịp độ thể thao phát sóng lúc 22 giờ hàng ngày trên kênh VTV6 và VTV6 HD.